chợ Hà Nhì bán tất cả các sản phẩm của núi rừng Tây Bắc. Lá sắn này, lá đu đủ này, củ kiệu này, củ dâu da này. Đi vào thăm chợ nhé. Rau sắn này. Đu đủ rồi đúng không? Rồi thăm chợ. Rau dớn này, quả cà gai này. Thế bà đi mua gì? Anh mua gì? Tớ đang đi xem các kiểu luôn. Bà đan cái gì chứ? Bà đan cái gì đấy bà? À, cái bắt cá đây. Bán đủ các loại luôn. Cả trứng gà dân. Trứng gà dân bao tiền quả chứ? 5.000. Cả con gì đây? Con gì đây? À, dế mèn đấy này. Bao tiền một con nữa? À, bao nhiêu con? 14 con. Bắt được cả dế mèn bán nhé. Chung nha, chung ngon.